kiếm chuyện của nó. Doanh nghiệp bức xúc vì ngân nhiên bị cướp. Sai ạ. Mấy cái tình nó đụng tới ngay có mùi dữ vậy. Cân đối. Đặt lên mình trực tiếp. Anh Duy đủ má quay mà nữa. Mà nó up lên Facebook nói là phóng viên VTC đụng với nướng cát đụng hết 1000 view. Đây là số hải sản được chuyển từ thành phố Quảng Ngãi vào Sài Gòn. Những con cá đối và mực và kể cả cá lù lù đang nằm trên dĩ lửa. Tìm đi. Đi. Thiên Trang bây giờ xin lắm. Đúng rồi dâu. Nhìn gì có đó. Dân chơi Sài Gòn mẹ. Phát biểu rồi nữa chứ. Phát bài nữa chứ. Xíu này dây uống cả hai luôn rồi. Đem đàn rồi nó hát cho nghe rồi quay. Thôi nào.